4.000 video bài học các môn theo sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Anh để bất cứ học sinh nào cũng có thể tiếp cận, đặc biệt là các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự án này với sự tham gia của hàng trăm giáo viên Việt Nam và giáo viên tiếng Anh chuẩn quốc tế chuyển ngữ vừa chính thức được ra mắt vào tuần qua. Chị Trang ở quận 2 đã cho con tham gia chương trình Siêu trí nhớ học đường, một chương trình học trực tuyến có tất cả các môn học theo sách giáo khoa nhưng hoàn toàn bằng video. Là bé Linh được trải nghiệm kiến thức của giáo viên Việt Nam đứng giảng, rồi lại được nghe giáo viên tiếng Anh bản ngữ chuyển thể. Là có thêm tiếng Anh nữa mẹ, để con bật để coi nha. Là nghe cái bài đó bằng tiếng Việt, rồi nghe cái bài đó bằng tiếng Anh luôn. Hay ha. Tham gia dự án chuyển thể 4.000 video bài giảng của hơn 200 giáo viên Việt Nam, anh Nguyễn Thanh Trọng cho biết có đến hơn 100 giáo viên nước ngoài tham gia chuyển ngữ trong nhiều tháng để kịp cho các bé ở nhà nghỉ hè nhưng vẫn rèn luyện được tiếng Anh qua các môn học. Với siêu trí nhớ học đường phiên bản song ngữ Anh Việt được lồng tiếng bởi các thầy cô đến từ Mỹ, thì các em học sinh có cơ hội học và phát triển tiếng Anh ở tất cả các môn học. Điều mà chỉ có những học sinh ở các trường quốc tế hoặc các du học sinh mới có được. Tôi đã học được nhiều điều từ dự án này. Một sự đột phá khi học sinh Việt Nam có thể học tiếng Anh ngay khi học tất cả các môn học khác từ sách giáo khoa. Nội dung của siêu trí nhớ học đường trong các video rất thú vị, rất ngắn. Dự án này mang tính đột phá, giúp học sinh Việt Nam học tiếng Anh ngay cả khi học các môn trong sách giáo khoa. Phương pháp học trực tuyến qua video giúp trở nên đơn giản, nội dung video rất thú vị và ngắn gọn. Giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022. Hiện nay, toàn bộ video bài giảng của các giáo viên Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12 đã được các giáo viên Mỹ và giáo viên tiếng Anh bản xứ chuyển ngữ. Học sinh có thể chọn từng bài học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.